Khiếp luôn mọi người ơi, cái cơn giông mưa ngày hôm qua này lóc luôn mà chứ mấy nữa, giặt gãy nhánh lệnh chứ này. Lưa luôn này, những cây bự tùm lum hết trơn mọi người. Đây nè các bạn, quá trời luôn, lưa hết. Thật là năm nay cái đủ thứ chuyện hết trơn các bạn ơi. Thì hên được cái là nó không có bật gốc nha mọi người. Cây nó lớn thì nó cũng bám chịu được rồi, nó không có bật gốc. Nó gãy nhánh ở trên cao nè. Thì chắc ăn xong cái vụ này mình sẽ hạ xuống các bạn ơi. Mình sẽ cưa hạ đọt xuống. Chứ dông này ghê quá rồi. Dây mình có chằng theo nhánh hết rồi mà cũng quặt gãy luôn. Giống ngày qua hết hồn luôn, thật đau lòng. Dây mình chặn theo cái chắn ba nè mà nó giặt gãy luôn. Bệnh có không trọng? Không. Thì nó cũng bị khoảng mười mấy cây. Ngay là theo cái dòng bìa mọi người, dòng bìa ngay lần gió. Thì quay sơ lược ơi, những mấy cây nó bị gãy mọi người. Thì mình quay lại chia sẻ cho các bạn cách phòng ngừa để bị nấm tấn công các bạn. Nấm tấn công nó hay xảy ra hiện tượng nó bị xì mũ nha. Thì như vậy thì mình sẽ xử lý nó, mình quét vôi với thuốc nha. Và mình lấy cái cưa mình dạt mặt các bạn, dạt máy xéo luôn, đừng cho nó động nước mưa á. Nó gãy ngang vậy nó dễ bị động nước mưa và nấm phẫn xuống lắm. Thì mình sẽ dạt cái máy xéo lại rồi mình quét vôi với thuốc lại để phòng ngừa cái vụ bị xì mũ cây nha các bạn. Cái tháng mưa này nó không có nắng á. Nắng mà không khô á, nó dầm hoài là nó sẽ bị xì mũ đó. Đi vòng nãy giờ thì con cây bị bứng gốc luôn các bạn. Lặt gốc luôn ha. Đứt rễ rồi, héo lá là đứt rễ. Thường thì nó không bị đứt rễ thì nó còn xanh một vách ở trên các bạn. Vách nằm ở trên đó thì nó xanh, còn vách dưới thì nó mới bị ủ lá nó vàng nó rụng thôi. Còn mà nó héo luôn ở trên như là nó bị đứt rễ cái luôn à. Thì cây này chắc khó sống. Giặt luôn cái nhánh bự luôn nè mọi người. Đoàn cây nè. Hai mọi người ơi. Thì cái video này chia sẻ mọi người cách để quét vôi lên cái nhánh mít bị tét nha mọi người. Những nhánh mít mà dông mưa nó tét á, nó gãy. Thì mình sẽ chia sẻ mọi người cách pha thuốc với vôi để chét lên những cái những nhánh mít gãy đó, để phòng ngừa nó bị cái bệnh xì mũ nha mọi người. Do nó gãy rồi cái nó chứa nước mưa lại á, chứa nước mưa lại với vi khuẩn nó sẽ tấn công vô làm ảnh hưởng cái mít mình bị xì mũ. Thì nãy giờ đi tham quan một hồi thì thấy một số cây cũng mười mấy cây các bạn bị gãy nhánh. Cái mưa dông ngày qua rất là lớn. Thì mưa dắt chiều tối nữa rồi cho nên là mình không có xoay sở gì được hết trơn á. Thì bữa nay xuống làm mà cũng quên để ý nữa. Tại mình làm dắt trong các bạn, dắt trong nó không có thấy. Tưởng không sao. Rồi làm xong rồi đi tham quan lại một hồi thì thấy nhánh gãy lên hết trơn. Thật là đau lòng luôn mọi người. Thì mới phát hiện cây này cây đầu tiên. Rồi nãy giờ mình đi tham quan ở vòng vòng ở trong. Đặc biệt là mấy cái đầu vách trong hướng ngọn gió mà nó rẫy rất nhiều, gãy đọt các nhánh rất nhiều luôn. Rồi mình sẽ chia sẻ mọi người cách pha thuốc nha. Nói chung là năm nay là cái năm đầy khó khăn mọi người, lớp dịch bệnh Covid ha, rồi mít buôn bán cũng khó khăn nữa, làm trái cũng khó nữa mùa nghịch mà, vì tính hiện tượng giông gió nữa, nó thật khó khăn cho nhiều mình. Đủ chuyện xảy ra luôn ha. Thôi mình chia sẻ mọi người những loại thuốc mình làm đây. Thì để phòng ngừa cái chỗ bị tét nhánh gãy đọt này các bạn,
thì mình sẽ pha vô với thuốc các bạn nha, sẽ quết vào cái vết thương đó đó để cho nó kháng khuẩn nha và nó phòng ngừa bệnh luôn. Thì đây mình sẽ xài loại voi và thuốc các bạn. Đây là cái voi ăn trầu mình mua để quét cuốn đó mọi người, thì lấy ra xài quét nó luôn. Nếu mà có voi đá quét cũng càng hay, nhưng mà giờ voi đá mua không có được, dịch bệnh là đâu đi đâu được đâu. Giờ lấy voi ăn trầu và mình sẽ cộng thêm thuốc nha các bạn. Đây là cái loại thuốc trị bệnh nè, thì nó hoạt chất nó cũng là Macozet và Mataxi ha, thì nó cũng như Ridomin vậy đó. Thì thay vì mình xài Ridomin, mình xài này cũng được. Rồi mình sẽ quậy sình sệt hai thứ lại ha, rồi lấy cọ mình quét lên thôi. Thì đặc biệt mình sẽ đem theo mấy cái cưa sắt luôn rồi. Thì những cái nhánh nào nó gãy mà nó kiểu mà nó hứng nước mưa lại á, nó không có gãy xéo á, thì mình sẽ cưa giặt xéo xuống để cho nó trơn, nó tụt nước mưa xuống nha. Rồi mình quét. À, thì mình sẽ pha vô vô rồi mình quậy lên các bạn ơi. Thì vô mình sẽ bóp nhuyễn mình quậy nước vô cho nó sền sệt nha các bạn. Thì thuốc mình pha vô thì tùy theo cái độ cây của mình nhiều ít rồi mình pha cho đúng liều mình vừa xài thôi nha mọi người. Rồi đánh đều ra ha các bạn. Đi cái cơ lên đây. Giờ rồi. Chợ cũng đoàn mua lâm dâm mọi người, giờ mất đi xử lý luôn nè. Nên mình sẽ coi rồi mình có thể mình cưa xéo không. Rồi rồi mình sẽ lấy chà mình trỏi luôn cái nhánh cái còn lại luôn nha. Thì cái nhánh này nói chung là nó cũng rất nguy hiểm, nếu mà dòng lật là ngược trở lại nó sẽ gãy luôn. Cái này lỗi ở trên mình quên chằng nữa nè, không có chằng dây. Ok chưa rồi cứ đi chưa rồi.
Thì cái vết gãy nè các bạn, vết gãy này là không có thể cưa luôn, đây nó kẹt hai nhánh này, chờ rầm chuẩn bị mưa nữa thì nó nằm ngang, nó gãy kiểu ngang các bạn, nó dễ là hứng nước mưa lắm, nó không có thoát nước xuống được ha, cho nên dễ bị vi khuẩn tấn công lắm, thì mình quét kịp thời vậy nè thì nó khô lại thì nó không có bị vi khuẩn tấn công nha. Chứ thôi là làm không kịp là nấm nó tấn công là bị xì mũ á. Rồi không có cây mình cũng bị, mà sơ ý không có đi thăm vườn các bạn, bỏ luôn rồi vô lại thì bị thấy xì mũ, xì mũ hết cây. Cây này đang ra trái nè, gãy này chắc cũng ảnh hưởng một phần của cái trái các bạn. Đợt này thì ra bông đẹp lại. Cây đang phát triển tốt, nó dông. Thì ít ít này mình cưa tay chứ nhiều phải dùng máy cưa bạn cho nó nhanh. Mình xả xéo xuống, xả xéo xuống như nè, bạn cho nước mưa nó trơn xuống luôn. Rồi. Rồi mình xả cái mặt xuống như nè bạn, thì mưa nó không có động nước lại nha. Thì đối với chỗ dễ, còn như cái kẹt khó nãy thì cũng đành phải chịu thôi. Thì vậy là nó bảo vệ được an toàn cây các bạn, chứ không là nguy hiểm lắm nha. Tháng mưa mà tới vậy là rất là nguy hiểm. Rồi. Cây là mang trái nè. Đây. Rồi. Nhánh này cũng không cưa luôn các bạn ơi. Đâu có thấy nó cưa đâu. Tôi mơ gãy này luôn. Quá. Để đưa cái thùng voi lên nhau. Cái hút lên á. Rồi. Ừ. Xa xa nó dính cây, gốc này dính ba cây luôn các bạn. Cây này cây tơ mới trồng sao nè, gãy luôn. Cây đó cây bự, kia thì gãy luôn cây chuối với nó luôn. Thường tét ngay chấn ba là nhiều luôn đi. Chắc ngay cái luồng lóc đó các bạn, cái dây mình chặn rồi á, dây có chặn trơn mà nó ngay lóc mạnh như vậy.
Đây mình trần dây rồi nè, nó cho nó gãy luôn khớp dưới này thì cái luồng lốc sấy rồi. Lôi nhánh ra cho. Rồi. Ngưng nha. Gọi lên. Nhấn kêu người. Được vài túi luôn mọi người. Cây này cũng cuối cùng rồi. Được vài chút cao à, đang bông bông trái luôn. Rồi thì video mình kết thúc chia sẻ ở đây mọi người. Mình gác máy lại ha. Chào tạm biệt mọi người.